80 học tiếng Việt khi lâu rồi gặp lại. 80 học tiếng Việt khi lâu rồi gặp lại. 1 căng thẳng. 1 căng thẳng. Dạo này công việc thế nào? Dạo này công việc thế nào? Đang tốt lắm. Còn anh? Đang tốt lắm. Còn anh? Dạo này tôi bị căng thẳng công việc nhiều lắm. Dạo này tôi bị căng thẳng công việc nhiều lắm. Hãy cẩn thận sức khỏe. Hãy cẩn thận sức khỏe. 2 du lịch. 2 du lịch. Dạo này bạn khỏe không? Dạo này bạn khỏe không? Không, mình rất bận. Không, mình rất bận. Đừng làm quá sức, cùng nhau đi du lịch thì thế nào? Đừng làm quá sức, cùng nhau đi du lịch thì thế nào? Thật á, thật hả, đi đâu? Thật á, thật hả, đi đâu? 3 trẻ. 3 trẻ. Đã lâu rồi mới gặp nhỉ? Đã lâu rồi mới gặp nhỉ? Ờ nha, gần 3 năm rồi đúng không? Ở nhà gần 3 năm rồi đúng không? Không biết nữa. Tôi không nhớ ra. Không biết nữa. Tôi không nhớ ra. Bạn A có vẻ trẻ hơn. Bạn A có vẻ trẻ hơn.